Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn các cách nhận biết cái cánh quạt B3, B4, B5. Thì các bạn hay thường hay nghe người ta nói là cánh quạt B3, B4 hoặc là B5 thì nó kích thước nó như thế nào, thì để mình biết, để mà khi mà quạt nhà mình bị gãy hay bị hư thì mình đi mua, mình nói với người ta bán cho tôi cái quạt cánh quạt như y như vậy nha. Đó, thì cái đây là cái cánh quạt B3 nè, nó nằm trong cái quạt B3. Thì cánh quạt P3 thì nó có loại 5 cánh, 3 cánh. Thì nó không trọng quan trọng nha. Quan trọng là kích thước cái đường kính của cái cánh thôi. Còn cái loại mà cánh màu hoặc là cánh trong. Cánh màu là cái cánh nhựa đây nè, cánh nhựa BB nè. Đó, thì nó 3 cánh hay 5 cánh không quan trọng nha. Cái này là loại 3 cái 3 cánh nè. Quan trọng là cái đường kính của nó thôi. Thì cái này là cánh 3 cánh nhựa ABS. Còn nó có loại 3 cánh mà nhựa BB. Nhựa BB là nó giống như thế này. Đó. Đây, thì bây giờ mình chia sẻ cho mọi người cách nhận biết để mình đi mua nha. Thì ở đây, nếu mà ở nhà mọi người có thước á, thì mình dùng cái thước mình đo đây. Từ cái tâm này, từ cái tâm mà cái lỗ mà để gắn cái cốt vô cái cánh quạt á, ra cái đầu đường này, thì nó khoảng là gần 20. Đó, nó khoảng 15. Đó, thì cái đường kính của cánh B3 thì nó khoảng tận nằm từ 29 đến là 30 cm. Đó, có nghĩa là từ ôm hết cái vòng tròn này đây, từ bên này qua đây đây. Thì nó khoảng 29 đến 30 cm. Đó. Thì từ cái tâm này á ra cái đầu cánh này nó khoảng là 14,5 hoặc đến 15. Đó. Thì nói chung là cánh B3 thì nó có đường kính là 29 đến 30 cm, gọi là 30 á, gọi là 30 cm á, hay còn gọi là 300 300 ly, hay người ta gọi là cái cánh 300 á, là ba cánh B3 nha. Đó. Thì cánh B4 đây, đây là cái quạt B4 này. Đó. Thì cái cánh B4 thì là nó cái đường kính của nó là 39 cm đến 40 cm, tùy theo cái hãng của sản xuất của từng loại quạt, là loại cánh mà nó chênh lệch một chút xíu thôi. Đó. Khi mà các bạn ở nhà mà có cái quạt như thế này, nếu mà mình có cái thước á, thì mình sẽ đo từ cái tâm này ra đến cái đầu cánh này. Đó. Thì nó khoảng là 20. Đó. Có nghĩa là 4K 4 4 tấc. Công tắc có nghĩa là gọi là cánh B4. Thì nó phải từ đầu cái đường kính nó từ bên này qua bên này nó phải là 4 tắc. Cánh này cũng như cái cánh B3 thì nó có nhiều loại, loại 5 cánh và loại 3 cánh. Thì cái loại và nó cũng có thêm cái loại nhựa BB này nè. Đỏ. Thì mọi người nếu mình có thước á thì mình đo, còn nếu không có thước á thì mình đo từ cái tâm này đến ra cái đầu cánh này, nó nằm khoảng 1 gang là được, là khoảng 2 tấc á, là bên này 2 tấc. Thì mình sẽ là gọi là cánh B4, mình đi mua cánh B4 nha. Tiếp theo là cánh B5. B5 thì đây đây hoặc B5 này thì nó sẽ bự hơn cánh B4 khoảng là 4 cm, thì nó có đường kính là khoảng từ 43 đến 44 cm. Thì cái đường kính từ đây qua đây, đường kính vòng tròn của cánh này á thì nó nằm khoảng 43 đến 44 cm, cũng tùy thuộc vào loại cánh.